anh Kỳ Lâm đúng mà độc lạ thiệt á. Độc lạ anh độc lạ hả? Dạ, tại vì hình như em thấy ngay cái cổ áo của anh á, hình cũng gắn cái logo vàng luôn đúng không anh? Đấy hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đây là cái huy hiệu logo Vương Miện mà Kỳ Lân mình chế tác từ vàng nguyên khối, vàng vàng nha. Ở đây thì anh đã làm rất nhiều phiên bản màu như là vàng trắng nè, vàng hồng, và đây là vàng vàng. Vì sao biết không? Dạ, để cùng màu với chữ keo đúng không anh? Đúng rồi, chữ keo trên áo này là vàng vàng mà, nên là mình phải gắn cái logo vàng vàng để cho phù hợp, đồng nhất về sự tinh tế. Dạ, vậy thì cái logo này bao nhiêu vàng với anh? Vàng hả? Trọng lượng hả? Tương đương trên dưới một chỉ em. Cái áo polo cái eo này của mình á là đều gắn cái logo bằng vàng này hết đúng không anh? Đúng rồi, huy hiệu logo Vương Miện bằng vàng nguyên khối, vàng vàng. Sao không thấy sao? Dạ đẹp lắm anh, có cái logo á nó nâng tầm cái áo lên của mình. Ừ. Rất là tinh tế. Đó. Mình là về tuyển chọn về hàng cao cấp. Vì vậy tất cả những gì mình cũng phải có sự khác biệt và đặc biệt là cá nhân hóa. Bởi vì em thấy không, bây giờ cái sản phẩm, những sản phẩm thương hiệu mà đại trà bị hàng trôi nổi rất là nhiều. Vì vậy mình bận mình đụng giống nhau cũng là nhiều, tạo cho chúng ta cảm giác bấn đã đi. Tất nhiên có những quý khách thích thì vẫn sẽ xài, có này có kia, và có những quý khách đã xài rất nhiều những sản phẩm thương hiệu rồi, nhưng mà sự đụng hàng có tiền mua được thì dễ quá. Nhưng mà bây giờ có tiền, có thời gian để tạo được một sản phẩm thương hiệu cho chính bản thân mình, cá nhân hóa, tạo nên sự độc bản hoặc là tạo nên những giá trị riêng cho bản thân mình thì đó là một điều tuyệt vời. Dạ anh Lâm ơi, làm sao mà mình biết cái này là vàng thiệt với anh? À thì đây, đầu tiên á là bất kỳ sản phẩm nào của Kỳ Lân mình đều phải có giấy phân tích thành phần vàng, và giấy này thì mình phải phân tích để biết là bao nhiêu phần trăm vàng ở trong cái sản phẩm đó đây. Và tiếp theo là anh đến trung tâm kiểm định. Ở những trung tâm kiểm định này là được cấp phép có giấy chứng nhận cho mình luôn. Ví dụ như là của Doji nè, ở đây ghi rất là rõ luôn, vàng vàng, và trong đó có ghi 3 viên kim cương, kim cương bao nhiêu ly cũng ghi rất rõ luôn, và có chụp hình cái sản phẩm đó đưa vào giấy kiểm định cho mình luôn. Và kể cả ngoài cái trung tâm Doji, mình còn đi thêm của Lưu Lab hoặc là SGC cũng vậy luôn, cũng có ghi rất chi tiết là kim cương và chụp hình sản phẩm đưa vào giấy kiểm định, có ký tên đóng mộc vào cái giấy kiểm định này. Đã là sản phẩm của Kỳ Lân mình là bằng vàng và kim cương thì đều phải có giấy phân tích thành phần vàng cũng như là kiểm định vàng và kim cương. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.